Hàng trăm người dự tang lễ họa sĩ biếm họa của Charlie Hebdo, tin từ Monstro và Paris, Pháp Quốc. Hôm qua thứ Năm ngày 15 tháng Giêng, hàng trăm cánh tay đã dơ cao vẫy chào tạm biệt họa sĩ vẽ tranh biếm Trignus người Pháp khi quan tài của ông phủ đầy những tấm hình, hoạt họa, họa và các mảnh tin nhắn được đưa từ tòa thị chính đặt vào trong chiếc xe tang. Vợ của ông là bà Chloe Vohack và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Christian Voriba đã nói lời cảm ơn người hâm mộ nhà họa sĩ biếm họa bị khủng bố sát hại vào tuần lễ trước tại tòa soạn tuần báo trào phúng Charlie Hebdo. Đám tang của ông chính thức diễn ra tại Montreal, thành phố ngoại vi Paris, nơi ông Thickness từng sinh sống, và hàng trăm người đã đến viếng thăm để tỏ lòng ngưỡng mộ người quá cố. Ông được chôn cất trong buổi lễ, mang tính chất cá nhân tại Nghĩa Trang ở Paris, cùng với nhiều nhân vật nổi tiếng khác như Oscar Wilde, Edith Piaf, Marcel Proust và Jim Morrison.